là cái tâm lý này. Phần đùi. Ở đây mà nè, nhìn tên. Trần Thị Thu Hà. À, chị Hà ơi, cho em hỏi cái gì? Nãy lúc sáng chị xử lý của bạn Lượng ấy. Của bạn Lượng ấy. Nguyễn Văn Lượng ấy. Chị ơi. Thế lúc sáng là chị thu cái tiền nộp phạt mà không có cái biên lai và không có quyết định nào giao cho bạn đấy à? Cảm ơn nhá. Đúng rồi, Trần Thị Thu Hà. Chị ơi, cho em lấy xe để lên lấy đi. Đây, bạn Duy ấy. Bạn Duy lúc sáng thu tiền của bạn Duy là 3 triệu 9, đúng không? 3 triệu 9 để lộp phạt. Nhưng mà mình là người đại diện cho Duy đến để xử lý vi phạm. Anh có giấy ủy quyền là đại diện không? Có giấy. Không, mình đang yêu cầu là cái thắc mắc cái vấn đề là thu tiền là không có biên lai, không có hóa đơn và không có quyết định xử phạt và không có một biên bản nào trao trả tăng vật phương tiện và không có quyết định, đúng không? Xe hiện tại đang bị hỏng, đúng rồi, trao trả lại xe đang bị hỏng và xe không có niêm phong, đang mất đồ đấy. Biển số xe thì nó là 36B 78064. Ừ, 78064. B mấy nhỉ? B6. B6. Anh mời cái bạn phạm này. Thôi được rồi, mình làm cho giấy ủy quyền có. Đây cho mình cho xe cho mượn nhá. Bạn vi phạm ủy quyền cho mình rồi thì mình đến xem đòi lại các quyết định và đòi lại cái. Thôi được rồi, mình gửi mình lại cái giấy đấy, đọc kỹ xác nhận được rồi thì. Nếu mà giấy ủy quyền này là bạn em phải giữ nào được? Dạ. Giữ làm sao được? Giữ làm sao được? Giữ làm sao giấy của mình đọc cho xem thôi, không giữ được. Đây mình đang giao một cái giấy ủy quyền nhé. Đúng rồi, kiểm tra thấy xác nhận là đúng rồi thì photo mà không chứng nhận. Thôi, đây mang cho mình cái đấy đăng. Thứ nhất là rất được rồi. Đúng rồi. Thôi cứ bỏ đây đó. Hả? Trả lời như nào? Đây căn cước của mình. Đấy căn cước, cầm căn cước của mình nhá. Rồi. Hả? Bắt ở đâu thì biên bản đâu, với lại cái quyết định đâu, không giao cho. Từ mùng 5 tháng 9 đến bây giờ hôm nay bắt đầu là lên mấy lần xử lý mà không giao cho người ta cái gì hết. Đến bây giờ là hôm nay lên là thu tiền của ta như thế là như nào, hành vi như nào? Đúng rồi. 3 triệu 9 thì... Sáng nay. Xử lý thế nào, xử lý cho đúng, xử lý trái quy định của pháp luật thế là không được rồi.
em rồi. Em đến lấy cái bằng mà hôm bị phạt ấy, của em Quân hôm bị phạt của bắt ấy. Em đến lấy cái bằng mà hôm bị bắt ở tên bằng tên đảo em của em anh Quân mà hôm bắt ở ông Lê Lợi ạ. Anh Quân mà lên gặp chị ạ. Cần. Tất cả sự việc nó thể hiện hết rồi. Nói chung không phải trả lời mà cái Nguyễn Thị Giang 216722. Anh Quân anh gặp chủ đến kìa. Thế là đội mình là xử lý như thế là có đúng không nhỉ? Thu tiền mà không có biên lai, mà không có quyết định xử phạt, mà không có một cái trả phương tiện, mà không có một cái gì hết, mà giữ xe lại không có một cái biên bản, và không có quyết định gia hạn nào, không có quyết định tạm giữ nào, là như thế nào nhỉ? Không kệ chứ, bóng bàn đến bây giờ thì làm gì bóng bàn, có bóng bàn thoải mái. Tầm giờ thì yêu cầu trả lại tiền để trả lại quyết định.
tôi tự là phạt thế rồi. Bạn này là hôm anh lên một lần rồi đúng không? Lên hôm mùng 9. Nhưng mà yêu cầu xử lý thì không xử lý. Không, không giao một cái gì. Không có bằng thì phải giao cho người ta biên bản chứ. Biên bản ghi nhận sự việc chứ. Không có là không giao nè. Lên 2 ngày. Lỗi gì? Không ngủ này. Tiền hồ sơ có trả lại tiền không nhỉ? Tiền hồ sơ có trả lại tiền không nhỉ? Phải trả lại chứ, trả lại thì bọn tôi đi nộp phạt thì có bạc đi. Có gì đâu mà chứ. Nên mang xe nào về đây? Đấy được rồi. Để xem xe hiện tại đang bị hỏng nhiều lắm. Thôi được rồi, cứ giữ tiền được, không phải. Có cái gì đâu. Rồi. Cứ giữ lại đi và ra quyết định cho đi. Có gì đâu. Chả biết nữa, chả biết ai lấy xe. Xe thì có phải có biên bản thì phải giao hết cho tôi, biên bản thì quyết định. Xe thì tôi biết ai lấy. Ai giao xe? Ai giao xe mà ai ra quyết định, ai ký quyết định giả xe, ai mà cái biên bản. Em hỏi là sáng nay xe lấy ra khỏi bãi rồi. Không biết. Đến là tôi biết, tôi đang hiện tại tôi đang làm việc theo cái giấy ủy quyền này để tôi đến đây tôi làm việc, tôi đòi lại cái xe và hiện tại là cái thu số tiền 3.900.000 đồng của tôi, của em tôi. Rồi là ra quyết định, bằng quyết định cho anh. Cứ mang hết quyết định ra rồi. Cứ mang hết quyết định đã. Xong rồi xe tôi không biết này. Xe giờ hiện tại các vị giao là phải có quyết định và có biên bản và có chữ ký của người vi phạm. Lại còn thế nữa. Ờ thế nhưng mà biết xe ở đâu? Xe giờ tôi không biết đâu, tôi đang đi lên tôi làm việc để tôi xử lý này. Phiếu đâu và quyết định đâu và cái biên bản đâu? Phiếu làm gì có cái nào? Mà cái biên bản này không có cái nào? Quyết định phải có chứ. Đúng rồi. Chưa. Đây hiện tại tôi đang đi xử lý này. Vì là tôi chưa nhận được một cái giấy tờ gì của em tôi là hiện tại bên này là tôi cũng có căn cứ hết rồi. Rồi chưa. Nhưng mà cái có cái nào phải có biên bản và cái quyết định trả lại tăng vật phương tiện chứ. Có không? Có nhưng mà người vi phạm chưa nhận được một cái gì. Em nhà anh đã phải ký. Chưa ký một cái gì. Biên bản cũng chưa được ký, biên bản xảy ra sự việc mà biên bản ghi nhận sự việc chưa ký một cái gì hết. Đấy. Và chưa nhìn thấy mặt một cái quyết định là như thế nào, quyết định xử phạt là như nào mà phải đã đi nộp mà 3.900.000 rồi. Đúng không? Nhu cầu thì làm theo hướng dẫn của cán bộ thôi. Thế cán bộ hướng dẫn thế nào thì người vi phạm làm như thế. Sau thì hướng dẫn thì người ta làm theo thôi chứ mà nộp. Sau khi về tôi trao đổi với tôi thấy sai tôi bắt đầu phải đến tôi xử lý. Thế giao cho nó em nói cái gì chưa? Quyết định xử phạt đâu? Để nói là cái quyết định xử phạt thôi. Nhưng mà có giao cho người vi phạm cái gì không?
Nhưng mà xử lý cái gì, xử lý như nào, giao cái gì mới được chứ? Có giao cái gì không? Hiện tại là tôi không mời bạn ấy nữa, vì là cái vấn đề là có giao cho bạn ấy cái gì không? Phiếu trả có quyết định không? Có quyết định xử phạt không Nắng? Có. Không, thứ nhất là lượng rồi nhà ủy quyền đây người đại diện được pháp lượng rồi. Sáng mai là em đi cùng sáng nay đi cùng bạn lượng rồi này lượng rồi bạn nào là đi cùng bạn lượng bạn này đúng không lấy giường phòng có thế có như thế này này để mình nói câu chuyện này này cái sự việc là xảy ra từ ngày mùng 5 đúng không? Ngày mùng 8 là bạn Lượng lên xử lý nhưng mà không bán cán bộ không giao cho một cái gì, một biên bản nó không giao, đến ngày mùng 9 cũng không giao một cái gì. Đấy. Và hẹn đến ngày 14, thì đến hôm nay là lên này cán bộ như là chị Hà là có thu của chị Hà đúng không? Phải Nguyễn Thị Thu à Trần Thị Thu Hà có thu của bạn Lượng là 3.900.000 và không giao một cái gì hết. Hỏi bên ai thì không có, hoặc quyết định không có, mà tất cả những cái thứ mà liên quan đến phương tiện không có một cái gì hết. Rồi anh ấy cho tôi giải thích này. Thứ nhất là đối với tất cả những trường hợp mà các bạn vi phạm đều có biên bản. Khi các bạn lên đây, cái biên bản thì không giao cho người ta. Các bạn nhập biên bản thì thực ra anh không phải là người trực tiếp. Không, đến bây giờ thì mình thực sự là đến với sự việc là xử lý thay cho bạn ấy. Xử lý thay thì bây giờ anh lên là chúng tôi sẽ giải thích lại với anh. Cái giải thích như vậy. Vâng, chứ còn anh xử lý thay thì bạn đã lấy xe rồi. Bạn đã xử lý trước rồi. Bạn đã lấy xe rồi thì bây giờ xe có quyết định không? Biên bản bạn có để có phiếu lên xe anh còn phiếu không phải giữ hết lại giấy tờ giữ tờ giữ nào được quyết định phải giao cho làm hai liên giao cho người vi phạm một liên được chưa và cái biên bản vi phạm hành chính ghi lại sự việc phải giao cho người vi phạm trong vòng 24 tiếng phải giao quyết định tạm giữ nếu mà quá ngày thì phải gia hạn quyết định tạm giữ phải có giao cho người vi phạm 10 ngày rồi, chưa có ngày. 10 ngày, mà trong khi nhắc đến. Thôi được rồi, anh em thôi đi về thôi, được rồi, kệ để cho mấy bà này hiện tại là đang thu nặng thu 3.900.000 của anh em, của thằng em. Thôi rồi. Thôi. Tôi không có quyết định mà hiện tại đến đây là đòi quyết định mà không có quyết định mà quyết định để tôi xem ông nào ra quyết định để ông đấy chứng minh phải chứng minh hành vi vi phạm của em Lượng tôi. Đấy. Có camera thì cứ phải chứng minh chứ. Cái người thẩm quyền có thẩm quyền phải ký quyết định phải chứng minh hành vi vi phạm. Có camera chứng minh phải kiểm. À thì làm gì có chị xem cái kèm đây. Thế không cần chứng minh nhiều lỗi thế mà tận 3.900.000 mà không cần chứng minh. Không phải một lỗi à? Thôi được rồi. Chán rồi. Thôi ấy đi, anh về đi. Thôi rồi, xong về có gì sau. Đây. Không cần nên nữa giờ đang tạm thu 3.900.000 rồi bảo là xác nhận thì không có thu mà hiện tại là không em làm việc cái đấy thôi hiện tại là xác nhận là thu 3.900.000 là rồi thế rồi anh em đi xác nhận ở đây rồi xác nhận rồi là thu 3.900.000 rồi bảo mang xe lên thì giả lại 3.900.000 thế không được cái này xử lý này với bà không vẩn hỏng rồi về đi từ Hà Nội đến đây thì phải sai phạm xuống. Mình ta định xử lý mà đây Thanh Hóa mà xử lý thế này thôi. Dạy cho em đi từ Hà Nội đến đây mà không có căn cứ gì.